À, cái này biết mổ chưa anh ơi? Ôi rồi mổ thì thạo rồi. Mổ từ bây giờ về là cho nó uống nước này, cho ăn cái thóc luôn được. Thóc luôn từ trong 1-2 ngày thoải mái, chim già rồi mà. Bây giờ mà có một con nào mà nó gáy tốt tốt thì khoảng bao nhiêu tiền cho con? Gáy chơi được rồi chứ gì? Vâng. Gáy chơi mà con chơi hay mà con tầm 1,5 triệu. Bao nhiêu ạ? 1,5 triệu. Anh gửi cho em một clip một con nào đấy, chụp anh quay em tí. Anh khoảng mấy bao nhiêu phút giây thôi, anh gửi vào qua Zalo em sẽ message em được. Được. Là cái Zalo bằng số này được. Thì vâng, thế anh chuyển cho em. Nhưng mà con nào nó phải chơi chơi nó gì gì tí để em ở đây em đấu gì thôi để vậy. À con đấy nó hăng lắm, con đấy đánh bạn hết luôn. Thế là nhận hàng rồi gì? Dạ nhận hàng được rồi gì? Bọn em nhận được rồi. Đôi chim đấy là đôi chim hay lắm đấy, anh đánh dấu riêng ra đấy rồi. Thì về là có lồng chưa, nhốt chưa? Vâng. Thổ đặc đấy, về chịu khó chăm làm giống anh không anh quay con được hàng chơi được để xem anh thích thì anh chuyển cho em nhá. Vâng, anh cho anh quay em cái clip con nào nói thì anh gửi cho em con nhá, được không? Thế cái Zalo của em là đăng ký bằng số như này thì vâng, Zalo của em thì mọi thứ em về số này là số này tôi xin em mà. Rồi. Cái này em bảo này, trước đây em nuôi chim ấy, nó thỉnh thoảng trong mắt thì nó làm sao hả anh, mắt sưng lên lên kìa, nó to làm sao? Đau mắt nó sưng lên là mình xem lại cái nguồn nước uống này, mình thức ăn mình không để lưu tồn nước uống, không lên để nó bẩn quá, chuồng nó không được bẩn quá. Nếu mà phần lớn là chim mà định bị đau mắt là nó ở cái kiểu là nó do cái môi trường chật và bẩn, nên là nếu như mà mình bị rồi thì mình dùng cái chính xác là nếu như mà bình thường thỉnh thoảng ấy, em cứ xịt cái Fovatox của cái xịt mũi ấy. Thỉnh thoảng cứ khoảng 2 tuần em xịt quanh quanh cái lồng chuồng đấy một phát là nó hết bệnh đau mắt, mà nó phòng luôn cả bệnh đau mắt. Cái gì xịt mũi á? Cái xịt mũi đấy, cái bình xịt mũi đấy. Zin lai gì nhất đấy? Có nghĩa là nó diệt côn trùng ấy. Nếu mà con nào bị đau mắt nó xịt thẳng vào người nó chả nó cũng hết luôn cả dần hết cả cái dịch đau mắt nó đỡ vội. Nếu mà trong quá trình nuôi mình không muốn nó bị thì thỉnh thoảng xịt hết luôn. Còn bây giờ nó bị rồi thì nó sẽ rụi rụi nó ngứa đấy thì chịu khó, nếu mà bắt được thì chịu khó nhỏ cái thuốc đau mắt bôi nó vào, lấy mua cái thuốc đau mắt của người bôi nó vào, đừng để nó gầy yếu quá, nó đề kháng tự nó hết, mà nó sạch sẽ tự nó hết. Nhưng mà mình phải xịt cái kia thì nó vừa chữa vừa phòng được luôn. Dạ vâng vâng. Thế nhá. Đây quay cho em gửi em nhá. Rồi đấy em nhận hàng rồi, đôi này là anh cảm thấy ưng lắm, em chắc là em thoải mái thôi đúng không? Em vừa đặt hàng hôm qua nay em chuyển cho em đủ đi Quảng Ninh luôn. Đó. Dạ vâng vâng. Ok, thế nhá. Dạ vâng. Bên anh